giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập 18 Xin chào các vị bạn hữu Buổi sáng chúng ta bàn đến bạn bè có tính nghĩa Và ở trong bạn bè chung sống với nhau Có năm bổn phận Cần phải làm tròn Cái thứ nhất là phải khuyên can được bạn bè Khi bạn bè có lỗi lầm Chúng ta cần khuyên bảo họ Cần hướng dẫn họ buổi sáng cũng có nhắc đến trong khi chúng ta khuyên bạn bè cần quan sát cho được chủ tâm của mình có phải là chân thành hay không hay là vui sướng khi thấy người ta gặp tai họa cho nên cái chủ tâm này là căn bản đặc biệt quan trọng khi chúng ta có loại tâm chân thành này đối với bạn bè cũng cần phải cân nhắc xem thời cơ nào sẽ khuyên họ được dùng thái độ phương pháp như thế nào mới có thể khiến họ tiếp nhận tiếp theo đó còn phải dùng đến tính kiên nhẫn, suy cho cùng người hiện nay rất khó nói bạn khuyên họ một lần, họ liền nghe các vị bạn hữu có người nào khuyên người khác một lần, họ lập tức liền tiếp nhận hay không? sau đó còn cảm ơn bạn nói thật là cảm ơn bạn, nếu không tôi sẽ gây nên sai lầm lớn. bên cạnh bạn có loại bạn bè này hay không vậy? Nếu như có Xin các vị bằng hữu Nhất định phải báo cho tôi biết Bởi vì loài người này quá hiếm có rồi Họ có thể là nhan uyên tái thế Bởi vì nhan uyên là Không mắc lỗi hai lần Phạm lỗi một lần là ngày sẽ không phạm lần thứ hai Người này không phải là người thông thường Bạn nhất định là phải giới thiệu cho tôi Tôi muốn tìm họ để ra quảng dương văn hóa Trung Quốc Hiện nay quá thiếu nhân tài rồi Cho nên khi cân nhắc đến tâm những này của chúng ta Có đầy đủ những điều kiện này tin là bạn bè sẽ cảm nhận được thành ý của chúng ta và có thể tiếp nhận lời khuyên can của chúng ta cái thứ hai là làm bổn phận bạn bè là phải quan tâm bạn bè cần quan tâm mọi mặt thăm hỏi mọi mặt là có thể cảm nhận được cái phần yêu thương này cái phần tình nghĩa này giữa bạn bè đôi bên với nhau Hiện nay tình người ở giữa con người với nhau Tương đối lợt lạc Tình người càng lợt lạc Thì trong lòng của con người cảm thấy đời sống Càng không có cảm giác an toàn Càng trống rỗng Cảm thấy dường như không có người nào có thể như thế nào Có thể tin tưởng Cuộc sống như vậy không có ý nghĩa gì Cuộc sống phải có niềm vui gia đình xung vầy Cuộc sống phải có ân nghĩa, đạo nghĩa thì cuộc sống đó mới cảm thấy thật an vui thật thoải mái cho nên khi chúng ta chủ động đi quan tâm người khác thì tự nhiên cũng sẽ kéo thêm theo sự yêu thương kính trọng lẫn nhau ở giữa người với người thông thường khi tôi thảo luận đến chỗ này có một số bạn liền nói thế tại vì sao ông xã tôi không đối xử tốt với tôi trước tại vì sao bạn của tôi không đối xử tốt với tôi trước cuộc sống nếu như thường xuyên chờ đợi người khác đối xử tốt với chúng ta Thế quả thật là quá mệt rồi Hơn nữa lại đợi đến nỗi lo được lo mất Mỗi ngày tâm trạng cứ lăn tăng lên xuống Như vậy là rất dễ bị chứng trầm cảm Bị mất đi cân bằng nội tiết tố Cho nên trong khi chúng ta chủ động Đi quan tâm người khác Bạn càng có thể cảm nhận được Cho ra là có phúc hơn nhận vào Một loại trạng thái Ở trong lòng bạn Thấy sẽ càng tốt hơn khi bạn giúp đỡ người khác, khi bạn nhìn thấy người khác cần bạn, bạn sẽ càng thể hội được giá trị ở trong mạng sống của ta. Cho nên chúng ta nhất định phải chủ động quan tâm. Giờ lại trong kết giao bạn bè, không chỉ cần quan tâm họ, còn phải quan tâm đến người nhà của họ. Bạn bè, thân thích của họ thời gian tôi học cao trung có một người bạn vô cùng tốt tình cảm của hai chúng tôi rất tốt anh ấy cũng là nam quý vị bằng hữu không nên hiểu lầm mẹ của anh ấy thường hay nghe thấy anh ấy cứ nhắc đến tôi tôi nghĩ mẹ của anh sẽ nghĩ cái người này rốt cuộc là người xứ nào không biết phẩm chất đạo đức có tốt hay không nếu như phẩm chất đạo đức không tốt mà con trai của mình thân thiết với anh ta như vậy nhất định sẽ bị anh ta xúi bậy. sở dĩ tôi có một cái thói quen chỉ cần người bạn này có tình bạn tương đối với tôi tôi nhất định sẽ chủ động đến viếng thăm cha mẹ của họ. sau khi cha mẹ họ nhìn thấy chúng tôi rồi là có thể an tâm cho cha mẹ họ không chỉ an tâm cho họ, quá ra là kết giao với người bạn này thậm chí là họ sẽ cảm thấy rất an ủi từ nay vì sao con trai mình có được người bạn như vậy thì cuộc đời của nó nhất định sẽ càng ngày càng đi chính xác cho nên không chỉ phải nghĩ đến bạn bè còn phải nghĩ đến sự cảm nhận của người nhà của họ cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi mẹ của người bạn học cao trung này của tôi tại vì sao để ý đến việc kết giao giữa tôi và anh như vậy bởi vì vào lúc đó xã hội lưu truyền nói có đồng tính luyến ái cho nên mẹ anh đặc biệt căng thẳng cho nên phận làm cha mẹ quả thật không dễ dàng lúc nào cũng lo cho con cái cho nên khi chúng ta chung sống với một người bạn cũng phải thấu hiểu được sự cảm nhận của cha mẹ họ điều này tương đối quan trọng cho nên khi cần phải bàn đến đối tượng cũng phải chủ động đi viếng thăm cha mẹ của đối phương con gái của họ kết giao với bạn bằng chậm trễ không lộ diện thì cha mẹ của họ sẽ cảm nhận như thế nào cho nên sự quan tâm của một người lòng yêu thương của một con người cần phải dùng ra ở trong từng ly từng tí này tại sao hiện nay nhiều người trẻ tuổi kết giao cũng không dám đi gặp mặt cha mẹ của đối phương như vậy vì sao vậy bởi vì cha mẹ của đối phương đã từng trải cuộc đời rồi họ có con mắt tinh đời chúng ta những người trẻ tuổi này sợ sau khi gặp mặt rồi bị người ta nhìn rõ chân tướng cho nên bản thân không có tự tin lại không biết làm thế nào giao tiếp với người lớn ân cần hỏi han với người lớn đều không có những kinh nghiệm này cho nên quả thật bớt học lễ vô dĩ lập không học loại ứng đối tiến thoái này thì cuộc sống thường thường sợ bóng sợ gió cho nên trải qua một việc cần phải tăng trưởng trí huệ nếu như thật sự muốn đi viếng thăm bạn bè hoặc giả khi viếng thăm đối phương nói chuyện với người trong gia đình của đối tượng cũng là cho chúng ta cơ hội tốt để trải nghiệm cho nên cũng không nên sợ hãi bất kể bạn học được nhiều hay ít Chung sống giữa người với người vẫn cần một cái thái độ quan trọng nhất Chính là phải có tâm chân thành là được Cần như rất nhiều lễ tiết có thể trải qua học tập Mỗi ngày để nâng cao thêm năng lực của mình Nhưng mà cái phần tâm thành này Cái sự quan tâm đối với bạn bè và người thân của bạn này Chúng ta không thể không có Khi bạn tôn trọng cha mẹ của họ Họ sẽ vui thích bạn tôn trọng anh em của họ họ cũng vui thích cho nên ở trong hiếu kinh có nói kính kỳ phụ bạn tôn kính cha của họ tắt tử duyệt người con sẽ rất vui mừng kính kỳ huynh tắt đệ duyệt kính huynh trưởng của họ thì em đều vui mừng kính kỳ quân tắt thần duyệt mà đi đến công ty của người khác Bạn rất tôn kính người lãnh đạo của họ Thì cấp dưới của họ cũng sẽ rất ưa thích Cho nên bạn biết tôn kính bạn bè Thân thích của một người Bạn sẽ khiến họ ưa thích Cũng sẽ khiến toàn bộ Thân hữu của họ đều ưa thích Khi bạn có thái độ như vậy Để kết giao với người Thì bạn đi đến đâu cũng được Mọi người quan nghênh Cho nên người hiện nay Cũng nói quan hệ nhân tế căn bản của quan hệ nhân tế là ở sự cung kính và sự quan tâm của chúng ta đối với người đây mới là trọng điểm mà năng lực quan tâm và cung kính đối với người các vị bằng hữu bắt đầu xây dựng từ khi nào vậy đến khi nào vậy từ nhỏ phải hình thành từ nhỏ tập quen thành tự nhiên cho nên hiện nay rất nhiều môn học ở trên thị trường Đều nói có thể khiến bạn nhanh chóng nâng cao Năng lực quan hệ nhân tế Có loại môn học này không gì? Rất nhiều người vừa nghe xong từ nhỏ đến lớn Không có thường hay kết giao với người Không có thường hay quan tâm người khác Hiện nay nhìn thấy loại môn học này Năm ngày ba ngày là có thể học được ngay Lập tức đuôi nhau kéo đến Mau mau chạy đến nợ tiền Loại môn học này rất nhiều người tham gia sau khi tham gia Thì thầy giáo liền nói với họ Bạn chỉ cần có lễ phép đối với người Thường hay mỉm cười thì nghiệp vụ của bạn sẽ làm rất tốt Bóp tiền của bạn sẽ càng ngày càng nhiều Xin hỏi hướng dẫn kiểu như vậy Chỉ dạy kiểu như vậy Động cơ mà họ học những thứ lễ phép này là gì vậy? Vẫn là lợi ích của mình Vẫn là tiền có thể chân thành cung kính đối với người Quan tâm đối với người hay không vậy Cho nên học kiểu như vậy Không chỉ là dung tiền qua cửa sổ Thậm chí là còn đem tâm tánh và học vấn của mình hạ xuống thấp Chứ không phải nâng cao lên Cho nên rất nhiều người sau khi học xong rồi trở về Gặp mọi người liền bắt tay mỉm cười Bởi vì họ đã mấy chục năm không có mỉm cười Cho nên vừa mỉm cười như vậy không chỉ người khác không cảm thấy thân thiết Mà còn cảm thấy sau khi gặp rồi Da gà gáy ốc Đều nổi lên hết Bởi vì cười rất không tự nhiên Cho nên cái này Ngay cả cung kính quan tâm đối với người khác Cũng phải sinh ra Từ trong nội tâm Tôi có một người bạn Vợ chồng của anh ấy đều rất quen biết Đúng lúc tôi muốn đi viếng thăm anh ấy bởi vì hiện nay người trẻ tuổi đều rất sợ bạn bè đến nhà của mình sợ bạn bè không cẩn thận khi nói chuyện sẽ đem những chuyện nội tình của họ tiết lộ cho cha mẹ họ nghe thấy như thế cha mẹ sẽ là chất vấn họ cho nên rất nhiều người không muốn bạn bè đến nhà cho nên tôi đến nhà người bạn này tôi liền nghĩ anh ấy nhất định không để tôi vào bởi vì đúng lúc hôm đó phải đi phóng sanh Bởi vì phóng sanh Thì cha mẹ chưa chắc sẽ ủng hộ bạn Thật ra mọi người chúng tôi đều sợ hãi Qua nhiều chuyện Rất nhiều chuyện chỉ cần bạn từng Bước tiến lên làm tốt việc khơi thông Thì không có người nào mà không tiếp nhận Cho nên trọng điểm là Ở chúng ta có đem đạo lý Nói rõ ràng hay không Có thuận theo tình thế Để hướng dẫn người thân hay không đây là vấn đề của chúng ta chứ không phải vấn đề của người thân ngày hôm đó bởi vì muốn đi phóng sanh cho nên tôi nghĩ người bạn này nhất định sẽ không cho tôi vào tôi đã tưởng tượng đến anh ấy nhất định là hai vợ chồng cưới hai chiếc xe đạp để một chiếc ra chuẩn bị để tôi cưới là cưới xe đạp cho nên sau khi tôi tính toán chính xác rồi tôi liền mua một hộp táo tại vì sao phải mua một hộp táo vậy tạo cơ hội Mua một hộp táo thì anh ấy không thể không cho tôi vào Cho nên đã mua một hộp táo Hai vợ chồng anh ấy Quả đúng như dự đoán Xe đạp cũng đã dắt ra rồi Cho nên tôi lập tức Ôm cái hộp đó nói Người cũng đã đến rồi Sao có thể không đi lên để hỏi thăm sức khỏe cha mẹ cậu một chút Hai vợ chồng họ đành phải miễn cưỡng thuận theo Nhưng mà trên mặt lộ ra vẻ lo lắng Cho nên sau khi đi lên rồi Liệt ân cần thăm hỏi với cha mẹ của cậu Nói chuyện với họ một chút Thật ra bác trai cũng rất hiền từ Nói chuyện được khoảng 5 phút Bác còn sợ là mất thời gian của bạn Bác gái nói nào nào Mau mau các cháu đi làm việc gì thì đi làm đi Tôi liền đi ra với hai vợ chồng cậu ấy Kết quả tối hôm đó Cậu liền gọi điện thoại cho tôi Cậu nói mẹ mình muốn mời cậu ăn cơm Muốn mời tôi ăn cơm Tôi nói được không sao Chủ nhật đó tôi điền đến nhà họ ăn cơm Nhà họ không ăn chay Cuối cùng khi tôi đến cả bàn Đều là thức ăn chay Còn đặc biệt nấu Trong cái quá trình ăn chay này Chúng ta đói gặp nhau Tình cảm thêm gần Cha mẹ cậu ấy càng ngày càng thân với chúng tôi Sau khi ăn cơm xong Mẹ của cậu ấy liền ngồi xuống cùng tôi đã nói rất nhiều chuyện bởi vì cậu ấy nói với mẹ của mình nói tôi là một thầy giáo của trung tâm vợ lòng quốc học đúng lúc em gái của cậu ấy xin được một bé gái và bé gái này là đang được mẹ của cậu ấy chăm sóc cho nên chăm sóc trẻ có rất nhiều phương pháp mẹ của cậu ấy liền thảo luận với tôi cuối cùng tôi liền nói với bà làm như vậy không được như vậy sẽ luôn chịu làm hư trẻ khi nói như vậy đạo lý nói rõ ràng mẹ của cậu ấy liền nói đúng rồi đúng rồi vậy thì lần sau phải điều chỉnh trở lại cuối cùng bạn của tôi bên cạnh liền nói con đã nói với mẹ từ lâu rồi như vậy là sai rồi mẹ đều không nghe cho nên bạn xem bạn bè với bạn bè có cái hay của nó chỗ mà bạn nói cha mẹ không nghe có thể bạn của bạn chỉ nói một câu là nghe cái này gọi là dịch tử nhi giáo bởi vì suy cho cùng họ là cha mẹ bạn bạn là do họ nuôi lớn khôn họ nói ta ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm con còn muốn dạy ta à Nhưng mà Bạn bè khác gì nói Họ lại liền tiếp nhận Cho nên bên cạnh bạn Có một nhóm bạn tốt Có thể giúp bạn nói chuyện Đó là một loại trợ lực Rất lớn cho gia đình bạn Đời bạn sau này Có con lớn rồi Con trẻ có khi Bởi vì mỗi ngày Nghe bạn ca cẩm Đối với lời của bạn Có thể có khi Nghe bên này Lại lọt ra bên kia nhưng mà nếu như là bạn của bạn Xuất phát từ nội tâm khuyên con cái của bạn có thể vài ba câu nói nó sẽ như thế nào vậy Thái độ nó liền sửa đổi ngay Nó sẽ bỗng nhiên cảm thấy Hóa ra lời của chú nói Cũng giống như lời của cha mình nói vậy Cho nên cha mình vẫn là đúng Cho nên khi chúng ta chủ động Đi quan tâm cha mẹ của đối phương Đó chính là một loại trợ lực Đối với gia đình của họ Và giữa bạn bè với nhau Cũng có thể giúp đỡ nhau Dìu dắt nhau Trong gia đình, trong sự nghiệp trong công việc như thế toàn bộ qua ngày bạn bè cũng sẽ càng ngày càng tốt đẹp cho nên chúng ta nói rượu càng lâu càng thơm bạn bè càng lâu ngày thì càng có ý gì cho nên kết giao bạn bè cái trọng điểm thứ hai là phải biết quan tâm kết giao bạn bè cái trọng điểm thứ ba phải biết đó là giữa bạn bè với nhau biết tán tháng lẫn nhau khẳng định lẫn nhau bởi vì người có học ngày xưa có một cái thái độ không phải thật lý tưởng gọi là danh nhân tương khinh mình có học vấn người khác cũng có học vấn rất dễ dàng không thoải mái rất dễ xin đố kỵ như vậy có tốt hay không như vậy không tốt đối với họ đối với bạn đều rất không tốt nói như thế nào vậy khi chúng ta đố kỵ người khác mà không có tán thán người khác thật ra đạo đức học vấn của chúng ta là đang đi xuống học vấn là xem tâm lượng của một con người đó mới gọi là học vấn chân thật cho nên học vấn bậc nhất gọi là luôn luôn lo nghĩ cho người khác cái này gọi là học vấn bậc nhất Phạm Trọng Im có một người con trai tên là Phạm Thuần Nhân Bậc làm cha mẹ như chúng ta Mọi mặt đều lo nghĩ cho con cái Ngay cả đặt tên cũng không ngoại lệ Cha mẹ chúng ta đặt tên cho con cái là Sự kỳ vọng của cả đời họ cho nên Phạm Trọng Im đặt cái tên cho con trai của ông là Phạm Thuần Nhân Các vị bằng hữu Từ trong cái tên này có thể thấy ra Mong đợi của Phạm Trọng Im đối với con trai hay không? Nhân chữ Trung Quốc là chữ hội ý Bên trái là bộ bộ nhân Bên phải là bộ nhị Là hai người Hai người nào vậy? mình và người khác cho nên nghĩ đến mình thì phải nghĩ đến người khác cái gọi là điều gì mình không muốn thì đừng áp đặt lên người khác ta muốn đứng mà làm cho người đứng ta muốn đạt được mà làm cho người đạt được cho nên phạm trọng im kỳ vọng đối với con trai ông chính là ông thuần là một cái tâm nhân từ có thể luôn luôn lo nghĩ cho người khác con trai của ông thật sự làm được rồi đó là học vấn bậc nhất của thế gian có thể khiến người không phục có một lần con trai của ông thuần nhân phạm thuần nhân tiếp nhận lời dặn dò của vũ thân là áp tải 500 đấu lúa mạch dị quê nhà gian tô của ông vào lúc đó phạm trọng im đang công tác ở kinh thành kết quả trong quá trình phạm trọng nhân áp tải đúng lúc gặp người bạn cũ của phụ thân ông người bạn cũ của phụ thân ông đúng lúc tông nhà xảy ra một số khó khăn cha mẹ mất rồi không có cách gì an tán được con gái rất lớn tuổi cũng chưa có gả được cho nên phạm trọng nhân khi nhìn thấy cái tình cảnh này lập tức liền đi đem năm trăm đấu lúa mạch bán hết đem số tiền này đã đưa cho bạn cũ của phụ thân ông cuối cùng tiền vẫn không đủ phạm thuần nhân liền đem cái chiếc thuyền ông đi đó cùng bán luôn số tiền mới vừa đủ sau đó trở về kinh thành báo cáo với phụ thân ông về tình hình công việc này hai cha con Người đối diện trước một cái bàn Phạm Thuần Nhân báo cáo với cha Khi nói đến cha ơi 500 đấu lúa bạch Sau khi con bán xong Mà tiền vẫn không đủ Phạm Trọng Im ngẩng đầu lên Nói với con trai của ông Ông nói Thế thì con hãy đem thuyền đi bán Phạm Trọng Nhân nói tiếp Phụ thân ạ, à, Con đã đem thuyền đi bán rồi Cho nên cha con thuận là một cái tâm nhân từ Cho nên sự truyền thừa của loại gia đạo này Còn có giá trị hơn bạn Để lại hàng ngàn hàng dạng lạng bạc Và bởi vì sự truyền thừa Loại tâm nhân từ này của nhà họ Phạm Vì thế đời con đời cháu của ông đến hiện nay Đã gần một ngàn năm Gia đạo không suy Cho nên quả thật là cái loại tâm lo nghĩ thay người khác này ông mới là người có học vấn chân thật chúng ta vừa rồi mới nhắc đến không đố kỵ người khác cái tâm biết tán thưởng người khác đó mới là học vấn cho nên khi chúng ta đố kỵ người khác không tán thán người khác thì tâm lượng của chúng ta càng nhỏ hẹp học vấn sẽ không thể tiến lên được và bởi do cái loại tâm đố kỵ này của mình cũng sẽ khiến cho tâm trạng của mình không tốt thậm chí là còn ảnh hưởng đến tâm lượng của người trong nhà chúng ta cho nên đều không có một chút lợi ích nào đối với người bản thân cho nên phải thường xuyên nhìn ưu điểm của người khác tán thưởng người khác khi chúng ta đố kỵ người khác có học vấn người có tu dưỡng như vậy là có hại rất lớn đối với người khác khi chúng ta đố kỵ người có học vấn này thậm chí là dùng lời nói để phỉ bán họ đương nhiên bạn phỉ bán cái người có đức hạnh này họ sẽ không so đo với bạn nhưng mà bởi vì sau khi bạn phỉ bán họ rồi rất nhiều người học tập theo họ sẽ như thế nào gì sẽ mất niềm tin đối với họ đến khi cơ hội cầu học vấn của nhiều người như vậy bị bạn làm sao bị cái tâm đố kỵ này của bạn làm chướng ngại rồi cái việc làm này là vô cùng tổn âm đức đối với mình Rất mất phước phận của mình Cho nên không nên đố kỵ người khác Bằng đố kỵ người khác còn chướng ngại cả khói người vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc Nước Tần có một vị tể tướng Tên là Lý Tư Lý Tư là người có tâm đố kỵ quá mạnh Ông có một người sư đệ tên là Hàng Phi Tử ông đố kỵ học vấn của hàng phi tử còn bày bu hại chết ông này cho nên lòng dạ rất nhỏ hẹp thậm chí là đến gì sao còn đốt sách chôn nho kiến nghị tần thủy hoàng phải đem toàn bộ những sách thánh hiền này đốt hết đi cho đến khi đốt như vậy thì bao nhiêu người sau này không thể nghe giáo hướng thánh hiền họ chỉ nghĩ đến học vấn của ta phải cao hơn người khác cho nên cái tâm đố kỵ này bạn xem cái ngọn lửa đố kỵ này đã đốt cháy làm tổn thương biết bao nhiêu người đốt cháy làm đứt đoạn cơ hội nghe giáo huấn thánh hiền của biết bao nhiêu người bởi vì cái tâm đố kỵ của ông nên ông cũng không có kết cục tốt cho nên con cái của ông và ông đều bị đưa ra pháp trường chém ngang lưng mà chết chém đứt từ ngang lưng Cho nên kẻ hại người Đến cuối cùng nhất định là bị hại chết Người đố kỵ người khác nhất định Cũng sẽ gặp người khác đố kỵ Và khi tâm lượng chúng ta rộng mở Thường hay biết đi Tán thưởng ưu điểm của người khác Khen ngợi ưu điểm của người khác Thì cái loại phong khí khen ngợi tán thưởng này Phong khí thấy người hiền nghĩ hiền này Cũng sẽ kéo theo toàn bộ xã hội thay đổi, bầu không khí gia đình thay đổi. cho nên chúng ta phải từng giây từng phút biết, thấy người thiện nhớ học theo. chỉ có như vậy chúng ta nói chỉ có người có học với người có học tán thán đức hạnh lẫn nhau. như vậy chánh pháp học dấn thánh hiện mới có thể dần dần khôi phục lên được. các vị bằng hữu tán thử người khác có cần học hay không gì có cần hay không Cũng phải rèn luyện từ từng ly từng tí mà ra Cái đố kỵ này cũng là tập khí rất lớn Chúng tôi có một người bạn Anh ta vô cùng có tài hoa Cùng rất thông minh 20 tuổi đã lấy được học vị tiến sĩ toán học Có lợi hại hay không? Rất lợi hại Người thế gian đều cảm thấy anh ấy rất lợi hại 20 tuổi lấy được học vị tiến sĩ Một trường đại học nổi tiếng đặt cách trực tiếp cho anh làm phó giáo sư. là 10 năm rồi cũng không có lên được giáo sư. Đúng lúc tôi có một người bạn cũng là tốt nghiệp tiến sĩ cùng một văn phòng làm việc với anh ấy, mới đi tìm hiểu tại sao con người này bẩm phú tốt như vậy, vượt cấp đã vượt nhiều cấp, người 20 tuổi đã có thể cầm được học vị tiến sĩ toán học, tại vì sao 30 tuổi vẫn là ở cấp phó giáo sư. Cuối cùng phát hiện Tất cả luận văn trong 10 năm này của anh ta Đều là phát biểu vị giáo sư này không tốt ở chỗ nào Vị giáo sư kia lại không tốt ở chỗ nào Hơn nữa nói rất sâu sắc Đều có thể nắm được chỗ nhược điểm yếu nhất của người ta Cho nên anh ta 10 năm nay khi muốn thăng cấp Đều bị những giáo sư này đè xuống Cho nên một cái thái độ biết tán thưởng người khác Sẽ ảnh hưởng cả đời của một đứa trẻ còn cái tính cách lúc nào cũng chỉ biết soi mói khuyết điểm của người khác Cũng sẽ chướng ngại cả đời của một con người Sau này người bạn này của tôi liền cho anh ta một cái kiến nghị Anh ấy nói anh viết luận văn Hãy đổi một cái góc độ để viết Anh có thể sẽ lên giáo sư Cái góc độ nào vậy? Mà chỉ đổi một cái góc độ Nói với giáo sư này tốt chỗ nào Vì giáo sư này tốt chỗ nào Bạn hãy đổi như vậy Viết thử xem anh bạc này khi nghe kiến nghị sắc mặt rất khó coi Bởi vì anh cảm thấy rất khó khăn Bởi vì phê bình người khác Hai ba mươi năm quen rồi Bỗng chốc phải tán thử người khác Cũng thật sự không dễ dàng Cuối cùng sau đó luận văn viết ra Cầm đưa cho bạn của tôi xem Bạn của tôi xem xong cảm thấy toàn thân không dễ chịu Vì sao vậy? Bởi vì khi anh ta khen ngợi người khác chính anh ta cũng cảm thấy không thoải mái rất không tự nhiên đọc lên là cảm thấy rất cố ý rất tạo tác cho nên tán thưởng người khác cũng phải tập trung từng ly từng tí khi bạn đang tán thán người khác người ta mới có thể cảm nhận được bạn là từ trong đáy lòng khẳng định đối với người ta cho nên đối xử với bạn bè điểm thứ ba phải biết khích lệ lẫn nhau tán tháng lẫn nhau, tán thưởng lẫn nhau, đây là điểm thứ ba. Bạn bè tương giao điểm thứ tư phải là không nói chuyện xấu của gia đình bạn, không được đem những chuyện riêng tư ở trong gia đình bạn nói cho người ta nghe. Cho nên nói năng phải cẩn thận, nói nhiều không bằng nói ít có khi bạn nói quá nhiều, sơ ý đem những chuyện trong gia đình của bạn nói cho người khác nghe. Có khi bạn nói ra, có một số người cố ý đem ra, ra gây chia rẽ thì phiền phức như vậy sẽ phá hoại tình hữu nghị giữa bạn bè của bạn, do là bạn bè cũng phải có thể tin cậy được. thì bạn mới đem những chuyện tương đối riêng tư ra kể với bạn bè. Bạn vẫn phải chọn đối tượng. Nếu không bạn sẽ tự trước lấy nhục. Bạn kể cho người giống như người dẫn chương trình nghe, đến cuối cùng mọi người đều biết. Rất nhiều chị em phụ nữ hoặc giả rất nhiều người nam rất thích đem chuyện trong nhà kể khắp nơi. Mọi người đều biết chồng của cô ta hiện nay như thế nào. Làm như vậy có tốt hay không? Chồng của cô nghe được nhất định sẽ tức chết cho nên chuyện riêng của gia đình cũng không nên dễ dàng kể với người khác cái gọi là kết giao cạn thì không trút hết tâm tư cho nên nói chuyện phải biết chừng mực và chúng ta là bạn tốt của họ nghe lời cũng phải có chừng mực không được phép đem những lời truyền này ra tiếp tục nữa cho nên đây là điều mà ở trong làm bạn bè phải cẩn thận đối xử thật ra nói lời thành thật chuyện ở trong gia đình mình tốt nhất không nên nói với người khác muốn nâng cao trí huệ của mình thì tự mình có thể giải quyết bởi vì cái miệng này rất khó bị cho thật kín được và một sự gì càng ít mà người biết thì càng khó bị chướng ngại cũng càng dễ dàng thành tựu cho nên cổ nhân nói thận ngôn thận ngôn nói năng thật sự phải thật cẩn trọng không nói chuyện riêng của người khác bạn có thể nói nhiều việc tốt đức hạnh của người khác cái gọi là tán dương thiện nơi đông người chúng ta càng khẳng định họ thì họ sẽ càng tích cực nỗ lực làm tốt đây là điểm thứ tư không nói chuyện xấu trong nhà không nói chuyện riêng tư điểm thứ năm còn phải có cái nghĩa thông tài bởi vì quá trình đời người khó tránh khỏi sẽ có thuận cảnh nghịch cảnh sẽ có chìm nổi lên xuống cho nên khi một người rơi vào lúc đi xuống khi một người rơi vào nghịch cảnh điều họ cần nhất là gì là cần chúng ta giúp đỡ kịp thời cho nên vào lúc này chỉ có cái nghĩa thông tài bạn bè lúc trong kinh tế bỗng nhiên đi xuống chúng ta vào lúc này không được keo kiệt phải nhanh chóng giúp đỡ họ ở trong giúp đỡ bạn bè của cải Có một cái nguyên tắc phải nhớ kỹ Chính là Phải giúp ngặt Không giúp nghèo Sao gọi là ngặt vậy? Họ bỗng nhiên lúc gặp phải khốn đốn Thí dụ như nói cha mẹ Bỗng nhiên sức khỏe xảy ra vấn đề Cần một số tiền lớn Giờ lúc này Chúng ta phải biết giúp đỡ họ cha của tôi lúc tôi còn nhỏ có một số bà con thân thích trong nhà gặp khó khăn ông hầu hết đều biết cân nhắc tình hình để giúp đỡ có một loại tình huống là tuyệt đối sẽ giúp đỡ tức là con cái người thân thích không có tiền trả học phí vào lúc này cha của tôi không nói lời nào đều sẽ giúp đỡ bởi vì việc học tập của con trẻ không thể chờ đợi cho nên Nhất định đều sẽ lấy tiền ra Giả lại Khi lấy tiền ra giúp đỡ những người thân thuộc này Thái độ ở trong lòng là thế nào vậy? Là hoàn toàn Không có nghĩ đến Phải nhận trở lại Cho nên đây là Khi nhìn thấy Tình huống khẩn cấp Chúng ta nhất định phải cố gắng đi giúp đỡ họ Nhưng mà giúp ngặt không giúp nghèo một người nếu như tư tưởng nghèo nàn, Xuyên ăn nhát làm Thế bạn có nên cứ mãi chi diện cho họ hay không? Họ sẽ bởi vì bạn giúp đỡ họ Mà càng ngày càng đọa lạc Cho nên khi một người tư tưởng nghèo nàn, Bạn không được luôn luôn dùng kinh tế để chi diện cho họ Bạn có khả năng là hại họ Nếu như họ đem tiền đi đánh bạc Bạn có nên đưa cho họ hay không? Cho nên giúp đỡ người khác bạn cũng phải nhìn rõ ràng phải dùng trí huệ phán đoán nếu không có khả năng bạn dùng tâm thiện mà đã làm việc ác thúc đẩy họ đi làm những việc xấu đem tiền đi rượu chè trai gái cho nên cầu học phải biết quyền biến không phải bảo bạn đem tiền để giúp đỡ người khác bạn liền ai cũng giúp đỡ thế là học khờ rồi cho nên khi một người tư tưởng nghèo nàn mà không nên đem tiền để giúp đỡ họ Bạn nên từ trên quan niệm tư tưởng Hãy dần dần hướng dẫn họ chính xác Khi tư tưởng quan niệm họ chính xác rồi Họ mới biết làm thế nào để cải thiện đời sống của họ Cho nên vào lúc này Bạn có thể cầm một cuốn đề tử quy tặng cho họ thì tốt hơn Để họ trước tiên học làm người Trước tiên học làm việc Bắt đầu làm từ chỗ này bạn cũng có thể hướng dẫn họ đi học tập một kỹ năng để mưu sinh Khi năng lực của họ, kỹ năng mưu sinh vừa có được Họ liền có thể tự lực cánh sinh Cho nên kinh nghiệm ở trong công việc của bạn cũng có thể trợ giúp họ Cho nên cái nghĩa thông tài không chỉ là thông tiền tài Còn có thể dùng nội tài Nội tài của chúng ta là chỉ kinh nghiệm của bạn Trí huệ của bạn cũng có thể dùng nội tài để giúp đỡ họ Khiến cho năng lực của họ được nâng cao Cho nên đây là năm cái việc bổn phận của chúng ta Ở trong bạn bè Cần phải làm tròn cái đạo nghĩa bạn bè này Cái tình nghĩa này Qua ngày ngủ luân chúng ta ở chỗ này đã xong một giai đoạn Cái gọi là phụ tử hữu thân Quân thần hữu nghĩa Phu phụ hữu biệt Trưởng ấu hữu tự Bằng hữu hữu tính Quan hệ ngũ luân này Chúng ta đã giảng hơn Mười giờ rồi Những thái độ quan niệm phương pháp Mà trong hơn mười giờ đồng hồ Đã nhắc đến này Sau khi học rồi Phải cố gắng mà vận dụng cho được Có một bài dịch Chúng vô cùng ngưỡng mộ Con chim ưng có thể bay lượn ở trên bầu trời cao Cho nên bài dịch này hẹn nhau Sẽ đi tìm chim ưng để học tập bay lượn Chúng cũng rất ham học Học sáng sớm 6 giờ thức dậy, 6 giờ rưỡi là đi tìm chim ưng rồi. Học đến 6 giờ rưỡi tối. Đồng rã suốt 12 giờ. Học rất chăm chỉ. Cuối cùng học được rồi. Mỗi con đều học được rồi. 6 giờ rưỡi chúng sắp từ biệt chim ưng, liền nói với chim ưng: "Cảm ơn thầy một ngày chỉ dạy. Chúng tôi sắp đi trở về rồi. Chúng tôi sắp đi trở về rồi." các gì bằng hữu các gì bằng hữu dịch học một ngày là học cái gì vậy bay à cuối cùng học một ngày rồi chúng về bằng cách nào vậy đi trở về để những điều đã học gói kỹ lại sau này hãy nói cho nên chúng ta đã học tập qua ngày ngủ luân, mà tính hiền chỉ dạy cho chúng ta bằng lập tức phải dùng cho được Đương nhiên không phải nói bằng lập tức dùng toàn bộ, đều dùng được hết. Vì bạn cũng không phải là người thông thường. Nhưng bạn nhất định phải thể hội được. Học quý ở chỗ nào? Chỗ nỗ lực thực hiện. Điều quan trọng nhất là phải làm cho được. Cho nên ở trong luận ngữ có một câu giáo huấn, nó nói là khả giữ cộng học. vị khả giữ thích đạo khả giữ thích đạo vì khả giữ lập khả giữ lập vì khả giữ quyền ý nghĩa chủ yếu của câu nói này là nó chỉ ra đạo đức học vấn của một người nó là có thứ lớp chúng ta cần phải trải qua ở trong đời sống thường ngày trong quá trình thực tiễn không ngừng nâng cao cảnh giới của mình cũng bởi đoạn văn này chúng ta có thể quán chiếu lên một chút đạo đức học vấn của mình là ở cấp bậc nào cái gọi là người quý ở chỗ tự biết chúng ta biết trình độ của mình là đến chỗ nào tiến tới biết tiếp tục khích lệ mình để có thể phát triển đến cấp bậc cao hơn câu thứ nhất nói đến khả giữ cộng học cộng học chính là cùng nhau học tập cho nên các vị bằng hữu, chúng ta hiện nay là ở vào trạng thái nào vậy? Ở trạng thái khả giữ cộng học. Vị khả giữ thích đạo. Cho nên mọi người cùng nhau học tập. Sau khi học rồi, thích đạo, chứ đạo này chính là đạo lý. Sau khi bạn học xong đạo lý ngũ luân rồi, có bắt đầu làm hay chưa? Đây lại là cái cảnh giới thứ hai. Khi chúng ta học xong Phu phụ hữu biệt Khi chúng ta đã học giữa vợ chồng với nhau Phải tán thưởng đối phương lẫn nhau Bạn học xong rồi Vừa bước vào nhà Liền quên mất rồi Nhìn thấy chồng lại bắt đầu chê này chê nọ Thế là không có thích đạo rồi Cổ đại Có hai nhân vật nổi tiếng Cùng học chung một vị thầy Thầy của họ tên là Quỷ Cốc Tử Hai nhân vật này một người là Bàn Quyên Một người là Tôn Tẩn Cùng học chung một vị thầy ra Mà tình cảnh của hai người có giống nhau không vậy Khác nhau rất xa Cho nên các vị bằng hữu Mọi người học là học giống nhau Nhưng mà hiệu quả học ra Phải xem chủ tâm Năng lực tiếp nhận của mình đều khác nhau sau khi hai sư huynh đệ học xong rồi Học thành như thế nào vậy? Học thành tàn sát lẫn nhau Bàn quyên lúc nào cũng đố kỵ tôn tận Cho nên đã hãy tôn tận rất thê thảm Sau đó tự mình cũng là gieo gió gặp bão Bị dạng mũi kiếm xuyên tim Cho nên chúng ta cùng nhau học tập Cũng phải cùng nhau cố gắng Mọi người cùng nhau đi theo đường chánh đạo Giả lại bạn học có thể căn dặn lẫn nhau Khích lệ lẫn nhau Quán triệt với nhau Có thể cùng thích đạo Khi chúng ta thật sự làm rồi Khả giữ thích đạo Nhưng mà vì khả giữ lập Chứ lập này gọi là Đứng hiên ngang, bất động Bạn bình thường đều nói tôi rất hiếu thuận Tôi rất trung thành đó là ở thời đại thái bình thì rất hiếu thuận rất trung thành khi quốc gia thật sự đứng trước nguy nan rất nhiều người có học liền phản bội ngay ở trong cái xã hội hỗn loạn như vậy vẫn có thể kiên trì tâm hiếu thì đây mới là người con có hiếu chân thật cho nên hiện nay người con có hiếu có dễ nhìn ra hay không? Không dễ Mỗi người đều vì cái ngu sinh đời sống của mình Cho nên đạo đức kinh của lão tử có một đoạn văn nói rất hay Lão tử nói Quốc gia hôn loạn Hữu trung thần Khi quốc gia thật sự đang loạn Bạn mới thật sự nhìn ra ai mới là trung thần Hiên ngang, bất động Lục thân bất hợp hữu hiếu từ Khi rất nhiều anh em trong nhà Xã hội đều bất hòa Bạn mới có thể tự trong đó nhìn Ai mới là người anh nhường em kính Biết hiếu thuận chân thật Cho nên chúng ta hiện nay Ở trong tình trạng Quan hệ giữa người với người không tốt như vậy Bạn vẫn có thể hiên ngang bất động Đi tuân thủ giáo huấn thánh hiền Thì cấp bậc học vấn của bạn Đã đến cấp thứ ba rồi trạng thái có thể đứng hiên ngang Người xưa ở trong thời loạn Rất nhiều người có học đã diễn xuất Cái tinh thần này cho chúng ta xem Nếu một cái điển hình vào triệu đường Lúc đó bởi vì đường Thái Tông Đã quen biết Dương Quý Phi Sở dĩ từ đó quân Dương trễ nải Nhiệt triều chính Cho nên triệu chính Từ đời thịnh biến thành Đời loạn cho nên một người làm vua Thiên hạ có tu thân hay không Có đem bản thân làm tốt hay không Việc đó không phải ảnh hưởng đến một người Mà ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn thể và quốc gia Bởi vì vua tể nãy Việc triều chính Nên toàn bộ triều chính bị sao lãng hết Cho nên một số loạn thần tặc tử Liền nổi lên mà tạo loạn Làm loạn Cho nên xảy ra loạn an xử loạn an xử chiều đường ở trong thời gian mấy tháng hơi một nửa gian sơn đều bị rơi vào tay giặt hết những thành huyện bị rơi vào tay giặt này những người làm quan trong những khu vực này có học qua sách thánh hiền hay không có hay không có không có người nào không học đều là từ khoa cử mà ra cho nên khả dữ thích đạo họ làm quan cũng đều làm rất tốt xem ra cũng đều rất có học vấn nhưng mà thật sự gặp phải nguy nan đều phản bội có hai vị trung thần tử thủ cái quyền mà họ phụ trách này gọi là thành tuy dương đã tử thủ mấy tháng ăn lộc sân đánh như thế nào cũng không thể hạ được thành cho nên quân đội của triều đường mới được hòa quản một chút chỉnh đốn trở lại giành lại được thiên hạ triều đường trở lại Hai vị người có học này Một vị tên là Trương Tuần Một vị tên là Hứa Diễn Sau đó hai người họ cũng bị An Lộc Sơn bắt được An Lộc Sơn tra tấn giả mang đối với họ Muốn bảo họ đầu hàng Hai người họ là thề chết chứ không chịu đầu hàng Đứng trước mặt An Lộc Sơn liên tục chửi ông là phản thần An Lộc Sơn trông thấy rất giận dữ Hạ lệnh nhổ sạch răng của họ Cuối cùng khi răng của họ đều bị nhổ sạch hết rồi Nhưng chánh khí của họ không suy giảm Vẫn lớn tiếng mắng An Lộc Sơn Tôi nghĩ An Lộc Sơn vào lúc đó Với bề ngoài nhìn thấy rất là hung dữ Nhưng thực ra hai chân ông đang rung Ông ta nhất định sẽ bị khiếp sợ Bởi cái chánh khí như vậy Cho nên học vấn của Trương Tuần hứa diễn Là có thể đứng hiên ngang bất động Khả giữ lập Đứng hiên ngang bất động Vẫn không phải là cảnh giới cao nhất của học vấn Khả giữ lập Vì khả giữ quyền Cái chữ quyền này gọi là Tùy cơ ứng biến Phải có năng lực tùy cơ ứng biến Nếu không có Khi bạn sẽ giữ khư khư một số nguyên tắc xin nên một thí dụ trời cao có đức hiếu sinh cho nên chúng ta phải có tâm nhân từ nhưng mà bậc thánh hiền cũng chỉ vì chúng ta phàm đói ra tính trước tiên cho nên phải có chữ tính đúng lúc có một người thợ săn chạy đến trước mặt bạn bởi vì trước đó có một con thỏ chạy về phía đông họ chạy đến hỏi bạn Xin cho hỏi con thỏ chạy về hướng nào vào lúc này bạn phải nói như thế nào Chạy về hướng nào vậy Chạy về hướng Tây Vì bạn nói dối Không được nói dối Dân nó chạy về phía Đông Như vậy có tốt cho thỏ hay không có tốt cho người đi săn hay không? Có tốt cho mình hay không? Cho nên học vấn linh hoạt Không phải chết kiến khi chúng ta nói với người thợ săn chạy gì hướng Tây rồi Khi trả lời như vậy Thứ nhất một mạng thỏ Được cứu sống Thứ hai Người thợ săn này bớt tạo một nghiệp sát Cho nên đối với mỗi người đều là tốt Cho nên khi một người có học vấn chân thật Là mặt nào cũng có thể thành tựu cho mỗi người Đó là biết tùy cơ ứng biến biết vận dụng linh hoạt cho nên cái này chính là công phu của học vấn khổng phu tưởng có một lần phát hiện một khu vực chính là nước ngụy có một khu vực đã phong cho một kẻ bệ tôi mà kẻ bề tôi này đang sử dụng cái khu vực này bắt đầu chế tạo rất nhiều binh khí chuẩn bị phản loạn chuẩn bị lật đổ nước ngụy đúng lúc khổng phu tử đi qua bị khổng phu tử nhìn thấy và điều này phu tử ghét nhất là gì loạn thần tạc tử cho nên phu tử liền bỏ đi chuẩn bị nhanh chóng đi về thủ đô của nước ngụy để đem cái tình hình này tối giác lên cuối cùng cái bề tôi này biết phu tử Sắp đi đem cái sự việc này của ông ta Báo cáo với quốc dương của ông Lập tức phái đại quân Bao nhiêu khổng phu tử Dòng trong vòng ngoài Sau đó liền nói với khổng phu tử Ông thề với trời Tuyệt đối không được đem Việc của tôi mà nói ra Và phu tử trong lúc cấp bách Liền thề với trời Tôi tuyệt đối không đem chuyện của ông nói ra sau khi thầy xong quân đội bèn rút lui bởi vì họ nói khổng phu tử là người có học vấn như vậy nói ra là giữ lời cho nên quân đội đều rút lui hết sau khi rút lui xong phu tử lập tức nói đi mau, đi về nước ngụy tử lộ vừa nghe thấy liền không vui phu tử sao thầy có thể nói ra mà không giữ chữ tính phu tử liền nói với tử lộ chữ tính của một người trong khi bị uy hiếp có thể không cần phải tuân thủ Mà tính Phải kết hợp chung với nghĩa Tính nghĩa Tính nghĩa Đối với việc chánh nghĩa Anh mới phải giữ chữ tính Cho nên cần vận dụng linh hoạt Giả lại Nếu như ta không đi tố cáo Lại khiến cho nhân dân của một quốc gia Đều chịu tai nạn một mình ta bị tai nạn không có sao một mình ta bội tính không có sao không thể để cho nhiều người dân như vậy bị tai nạn cho nên cái học vấn này mới đạt đến tùy cơ ứng biến tốt rồi buổi học hôm nay chỉ học đến đây thôi cảm ơn mọi người Amou Amida fa